Thời gian qua, trên mạng xã hội lan truyền câu nói được cho là của MC Đức Bảo rằng nếu đứa con sinh ra đã kế thừa sự nghèo khó và vất vả của bạn, vậy không sinh con cũng chính là một loại lương thiện. Vậy ngược lại, trong trường hợp gia đình có tài chính ổn định thì quyết định sinh con có phải luôn đúng đắn hay không? Hãy cùng Spyroom tìm câu trả lời trong bài viết Có tiền sinh con cũng chắc gì hạnh phúc của tác giả Na Sĩ Nguyễn trên Spyroom nhé. Bạn lưu ý là để bài viết xúc tích hơn, Spyroom đã mạn phép cắt bớt những nội dung không quá liên quan và phân lại cấu trúc của bài. Nếu quan tâm, bạn có thể đọc bài viết đầy đủ tại link ở dưới phần mô tả nhé. Gia đình mình là gia đình bình thường. Bố mẹ mình làm cán bộ công nhân viên chức. Sinh ra mình, một đứa 26 tuổi, du học sinh Sài Gòn, cựu học sinh Trần Đại Nghĩa, phổ thông năng khiếu, đại học ngoại thương, có bằng IELTS 7.5 đã hết hạn. Thất nghiệp, ngay nốc 4 loại thuốc an thần và luôn có người yêu. Chị ruột mình thì 34 tuổi, cựu du học sinh Nhật, cựu sinh viên trường khoa học xã hội và nhân văn. Công việc ổn định, lương ổn nhưng rất có khả năng đang làm phù thủy. Bữa trước mình và mẹ cãi nhau, mẹ nói cả hai chị em mình rằng đứa nào đến tuổi lấy chồng thì lấy chồng đi. Đứa nào đến tuổi đi làm thì đi làm đi, đừng để mẹ phải nói nhiều. Có thể thấy cả mình và chị mình đều lệch khỏi chuẩn mực chung về con cái như bố mẹ mong muốn. Trong khi đó, bố mẹ đã phải chuẩn bị tài chính để có mình. Mình sinh sau chị mình 8 năm, trước đó 2 năm, đáng lẽ bố mẹ mình có anh trai mình, nhưng mẹ mình đã không giữ vì thấy gia đình không đủ tài chính. Vậy tài chính quan trọng đến đâu trong việc sinh con? Cần chi phí bao nhiêu để nuôi con? Báo VN Express năm 2023 đã nói rằng nuôi con đến 22 tuổi mỗi tháng tốn 15 triệu đồng. Vậy 22 năm tốn 3 tỷ 960 triệu đồng, gần 4 tỷ. Theo AIA, vào năm 2023, chi phí này cũng rơi vào khoảng 1 tỷ cho đến 1 tỷ 400 triệu đồng. Nói chung là không rẻ, nhưng bao nhiêu tiền là đủ? Theo A Family, Linh Trần 30 tuổi sống tại Hà Nội đã chi khoảng 40 triệu tiền viện phí sinh con và khoảng 100 triệu mua sắm bao gồm cũi, tủ, các loại máy móc như máy giặt, máy sấy riêng, máy hút bụi, máy lọc không khí, máy sưởi, máy hút sữa, bình sữa, quần áo, bảo hiểm nhân thọ, vân vân. Chị Linh chia sẻ rằng vì trong quá trình mang thai và sau sinh con, gia đình sẽ cần chi tiêu rất nhiều khoản ngoài dự kiến, nhất là khi con còn nhỏ. Việc ốm đau đi viện là rất khó tránh khỏi. Nếu muốn cuộc sống sau khi có con không quá vất vả, vợ chồng nên tiết kiệm được khoảng 200 triệu. Tổng lương của hai vợ chồng khoảng 30 triệu trở lên, vợ chồng nên có công việc ổn định và có tích lũy trước khi có con. Mình nghĩ không nên trông chờ vào sự hỗ trợ của ông bà và càng không nên có tư tưởng cứ đẻ ra rồi tính. Bởi vì như vậy, vợ chồng sẽ rất dễ rơi vào cảnh phụ thuộc cũng như áp lực tài chính. Hiểu theo cách này, câu nói của MC Đức Bảo về đừng để con kế thừa sự nghèo khó và vất vả của bố mẹ có vẻ cũng đúng. Tuy nhiên trong thực tế, có những người dù xuất phát điểm thấp nhưng lại vươn lên trong cuộc sống, trở thành những tấm gương vượt khó trên báo chí. Trong khi đó, cũng có những người sinh ra trong gia đình nghèo khó, môi trường toàn kim tiêm, họ trở thành con nghiện, ăn cướp và dùng bạo lực sống qua ngày. Cũng có khi bố mẹ trung lưu sinh ra con học ba trường địch nhưng cuối cùng người con lại bị tâm thần, hay có gia đình giàu có đủ tiền để cho con học nước ngoài nhưng con cái và cha mẹ lại xa cách nhau. Trong những trường hợp này, chỉ tài chính thôi có đảm bảo hạnh phúc cho con hay không? Sinh con để con được hạnh phúc. Tác giả Tô Nát từng nói rằng không chuẩn bị trước được những gì khiến con cái hạnh phúc thì đừng đẻ. Vậy như thế nào mới là hạnh phúc? Tại sao có những đứa được bố mẹ lo tận mông như mình vẫn còn bị bệnh tâm thần? Do bố mẹ mình chỉ lo cho mình về vật chất chứ không lo cho mình về mặt tinh thần. Cụ thể, lúc nhập viện tâm thần, vị bác sĩ nổi tiếng trên TikTok hỏi mình buồn vì gì. Mình nói rất nhiều, nhưng tóm gọn ở hai câu. Lúc con ngã cầu thang, bố mẹ hỏi cầu thang có làm sao không. Lúc con rửa chén làm bể bát, họ lại hỏi bát đĩa có làm sao không. Cả xã hội chạy theo vật chất và thành tích, khiến bố mẹ mình bấn loạn lên vì đồng tiền, hơi khó để họ không như vậy. Do bố mẹ mình xem mình là một khoản đầu tư kỳ vọng sinh lời, để về già có người chăm nom. Có lẽ hiện tại bố mẹ mình đã xác định là khoản đầu tư này có vẻ còn lâu lắm mới có lãi, vì mai mình đi khám bác sĩ mới để tìm cách chữa bệnh, mà chữa bệnh thì lại cần tiền. Còn chị mình thì khoản đầu tư này đã có lãi, vì chị mình là người trả một phần các sinh hoạt phí hiện tại của gia đình. Do bố mẹ mình là người Việt kiểu cũ, theo VN Express, với thế hệ cha mẹ, ông bà thuần Việt, có con là một kết quả đương nhiên của hôn nhân, nên câu hỏi tại sao ở trên trở nên thật lố bịch và kịch cỡm. Với họ, có con là để có đứa chống gậy lúc về già,
để được làm cha làm mẹ, cho vui nhà vui cửa, để dòng họ phát triển, để gia đình đồng anh đồng em, để giữ tình cảm vợ chồng, để có người thờ phụng, vân vân. Do bố mẹ thấy cuộc đời mưu sinh khổ quá nên cố hết sức cho mình một cuộc sống tốt nhất, học trường chuyên, lớp chọn, học tiếng Anh từ bé, chuyển nhà hết nơi này sang nơi khác, cho chị mình đi du học Nhật, để rồi khi bố cố hết sức xách từng bao cà phê trên dãy đem đi bán, mẹ mình phát hoảng vì số tiền bay theo học phí trung tâm IOA của mình quá cao, thì nhà mình luôn có tiếng cãi nhau. Mẹ đã từng cản bố dùng nạng phang vào đầu mình. Mình trừng mắt nhìn xem bố có dám làm vậy với mình thật hay không. Chị mình thì khôn, thấy bố mẹ đánh là chạy. Mình bướng bỉnh ở lại chịu trận. Mình thức đêm thức hôm xem Shaun the Sheep trên Disney Channel đến 4 giờ sáng mới đi ngủ vì không có ai quan tâm đến lời mình nói. Mình có đủ những bằng cấp ở Việt Nam. Nếu bằng cấp đem lại niềm vui, thì có lẽ bây giờ mình phải bay 9 tầng mây không cần 4-20 nữa rồi. Mình luôn là niềm tự hào của bố mẹ, cho đến khi không kiếm được việc. Nói tóm lại, bố mẹ mình cố cho mình những gì tốt nhất để mình thành đạt, thước đo của xã hội cho sự hạnh phúc. Nhưng trong quá trình đó, mình cũng đã đánh mất sự hạnh phúc. Tổ nát nói rằng kể cả vậy, thì mệnh đề không chuẩn bị trước được những gì khiến con cái hạnh phúc thì đừng đẻ vẫn đúng. Nó không mang lại mục đích thiết lập một tiêu chuẩn cho việc đẻ, mà mang mục đích xây dựng một hệ tư tưởng mới, đối lập với hệ tư tưởng độc hại cũ là con cái là lộc trời, đẻ cho vui nhà, với đẻ để nối dõi. Hệ tư tưởng mới đơn giản là trước khi đẻ, phải nghĩ về hạnh phúc của đứa con, chứ không phải nghĩ về bản thân, về đạo hiếu, về nối dõi hay về những thứ rắc rưởi tương tự khác trong quá khứ. Và hệ tư tưởng này, Tôn An nghĩ nó đã được kích hoạt ở các bạn thế hệ trẻ rồi. Điều gì đảm bảo sự hạnh phúc? Một nghiên cứu vào cuối năm 2022 của một nhóm các nhà kinh tế là Matthew Killingsworth, người từng đạt giải Nobel, Daniel Kahneman và Barbara Mellers đã đưa ra câu trả lời rằng tiền có thúc đẩy hạnh phúc cho hầu hết tất cả mọi người với mức thu nhập hàng năm đạt đến 500.000 đô la. Kết quả này được công bố trên tạp chí Proceedings of the National Academy of Science. Dù vậy, Killingsworth, người thực hiện nghiên cứu trên, cũng đã tuyên bố rằng với những người phải trải qua những hoàn cảnh đặc biệt về thể chất như ốm đau, bệnh tật hay về tâm lý như trầm cảm thì có nhiều tiền hơn cũng không giúp được gì. Và thực tế thì một nghiên cứu khác về khoa học hạnh phúc cũng đã phát hiện ra rằng các khía cạnh khác của cuộc sống, từ cộng đồng đến sở thích cũng có tác động đến hạnh phúc. Tiền có thể góp phần vào một cuộc sống hạnh phúc hơn, nhưng tiền chỉ là một trong nhiều yếu tố quyết định sự hạnh phúc. Vậy hạnh phúc đến từ đâu? Trong cuốn sách 6 tỷ đường đến hạnh phúc, tác giả có chia sẻ như thế này. Những điều quan trọng nhất trong tất cả để sống hạnh phúc là quan hệ của chúng ta với người khác. Lựa chọn phải là của bạn. Tất cả chúng ta sẽ tìm ra đáp án riêng cho mình. Chúng ta có 6 tỷ người nên có 6 tỷ con đường dẫn đến hạnh phúc. Theo đó, định nghĩa hạnh phúc tùy thuộc vào mỗi cá nhân. Mỗi người phải tự tìm ra định nghĩa hạnh phúc mà mình muốn đem đến cho chính con của mình. Bạn nghĩ sao về những quan điểm xoay quanh việc sinh con của tác giả? Từ trải nghiệm của bản thân, bạn nghĩ những yếu tố nào sẽ đảm bảo đem đến một gia đình hạnh phúc cho cả bố mẹ và con cái? Và việc có sinh con hay không nên được cân nhắc dựa trên những tiêu chí nào? Hãy chia sẻ cho Spyroom cùng biết nhé! Cảm ơn bạn đã xem hết video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. See ya!